Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc đã tổ chức lễ tuyên dương trao phần thưởng cho các em học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Về dự chúc mừng trao phần thưởng cho các em có đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của huyện ủy, đại diện phòng giáo dục, phòng nội vụ huyện, hội khuyến học huyện, đại diện ban giám hiệu các trường trung học phổ thông, các thầy cô giáo và các em học sinh, phụ huynh về dự. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Ngọc Lặc của dòng họ các gia đình, trong những năm qua, học sinh huyện nhà luôn giành được nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh và cấp quốc gia, nhiều em học sinh đỗ vào các trường đại học thuộc top đầu của cả nước. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỷ lệ học sinh Ngọc Lặc đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt khá cao, trong đó có 16 em học sinh có điểm đối với tổ hợp các môn xét tuyển đại học cao đẳng trên 27 điểm và 7 em học sinh có môn đạt điểm 10. Tiêu biểu như em Phạm Hồng Mạnh, thí sinh tự do và em Phạm Văn Nam, học sinh trường trung học phổ thông Ngọc Lạc, đạt 28 điểm. Các em còn lại đều đạt 27,25 điểm. Đối với các tổ hợp các môn xét tuyển đại học cao đẳng, các điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của huyện Ngọc Lặc chủ yếu là các môn xã hội. Năm học này, kết quả học tập của các học sinh trong huyện có nhiều tiến bộ, số lượng các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cao hơn nhiều so với năm trước. Đây chính là những kết quả xứng đáng dành cho sự dìu dắt tận tình của các thầy cô giáo, sự quan tâm của các bậc phụ huynh và nỗ lực cố gắng của các em học sinh trong thời gian học tập tại trường trung học phổ thông các em chính là những nhân tài của huyện Ngọc Lặc và trong tương lai không xa, nhiều người trong số các em sẽ có những đóng góp xây dựng quê hương Ngọc Lặc ngày càng giàu mạnh, văn minh phát biểu tại buổi trao thưởng thay mặt cho lãnh đạo huyện đồng chí bùi huy toàn phó bí thư huyện ủy chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã tuyên dương những nỗ lực trong học tập của các em học sinh đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào các em sau khi chuyển sang một cấp học mới sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao hơn nữa trong học tập qua đó khi trưởng thành sẽ góp công xây dựng đất nước cũng như quê hương cũng nhân dịp này nhằm động viên các em học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, tạo động lực cho các em tiếp tục phấn đấu trong học tập, vui chơi và rèn luyện ở môi trường học tập mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã tuyên dương trao phần thưởng cho các em, mỗi phần thưởng trị giá 1 triệu đồng. Đồng thời chúc các em tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, xứng đáng với những kỳ vọng mà huyện nhà cũng như thầy cô cha mẹ hằng mong đợi.